Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa nay của Đài truyền hình Vĩnh Long thứ 6 ngày 22 tháng 5. Chương trình có những nội dung chính sau. Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức báo công dân bác. Tỷ lệ hộ dân có điện của tỉnh Vĩnh Long đạt 99,6%. Phóng sự tập trung thu hồi nợ thuế. Tin trong nước, ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 13. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng quyết định hỗ trợ 36 địa phương để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ đông xuân năm 2014-2015. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 74 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Nhi đồng, sáng nay tại tượng đài Bác ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức lễ báo công dân Bác. Đây cũng là một trong các hoạt động nằm trong khuôn khổ Đại hội cháu ngoan Bác Hồ của tỉnh Vĩnh Long lần thứ 8 năm 2015. Tham dự buổi lễ có hơn 125 thiếu nhi là những đội viên tiêu biểu đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ nhiều năm liền, được công nhận hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên. Tại đây, các đại biểu và các em thiếu nhi đã dâng hoa và báo công lên Bác nhiều kết quả phấn khởi đạt được qua 5 năm thực hiện cuộc vận động thiếu nhi Vĩnh Long thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Đây là hoạt động nhằm bày tỏ tình cảm tôn kính của thiếu nhi Vĩnh Long đối với Bác Hồ, cũng là dịp tuyên dương các em đội viên sau nhi đồng có nhiều thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, qua đó tiếp tục cố gắng phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Sau buổi báo công dân Bác, các em thiếu nhi trở về Vĩnh Long viếng nhà thờ Quốc tổ Vua Hùng và tham gia Đại hội đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tỉnh lần thứ 8. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin chi tiết về hoạt động này trong chương trình thời sự sau. Hôm qua, Ban tuyển sinh quân sự tỉnh Vĩnh Long đã họp thông qua hồ sơ tuyển sinh quân sự năm 2015 và tuyển sinh cao đẳng đại học liên thông cao đẳng Đại hội ngành quân sự cơ sở năm 2015. Năm nay, toàn tỉnh có 203 em đủ điều kiện xét tuyển vào các trường quân đội. Qua tổ chức thẩm tra xác minh chính trị hoàn chỉnh hồ sơ có 195 em, 25 nữ đủ điều kiện xét tuyển, trong đó có 3 em là đảng viên, 192 em là đoàn viên. So với năm 2014, năm nay số lượng thí sinh đăng ký tăng 22 em. Để nâng cao chất lượng tuyển sinh và đảm bảo chất lượng tuyển chọn đầu vào có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đào tạo đội ngũ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, xây dựng quân đội cách mạng chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Đa số các thành viên ban tuyển sinh quân sự tỉnh đều thống nhất cần tuân thủ nghiêm thông tư hướng dẫn quy định về tiêu chuẩn chính trị, sức khỏe học lực để đảm bảo công tác tuyển sinh quân sự năm đạt kết quả cao nhất. Chiều hôm qua, huyện Vũng Liêm hội nghị triển khai công tác diễn tập năm 2015. Theo đó, trong năm nay, huyện sẽ tổ chức diễn tập tại 7 xã về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy nổ và diễn tập tác chiến trị an. Mục đích các cuộc diễn tập năm nay là từng bước hoàn thiện, nâng cao năng lực trong lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, điều hành vai trò tham mưu của các ngành đoàn thể về công tác quốc phòng an ninh, phòng tránh các khắc phục hậu quả thiên tai, nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của các lực lượng chức năng, khả năng chỉ huy điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ngành đoàn thể. Đồng thời qua diễn tập cũng góp phần nâng cao ý thức chủ động phòng chống cháy nổ, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai trong cán bộ và quần chúng nhân dân. Để các cuộc diễn tập đạt yêu cầu đề ra, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các địa phương tập trung chuẩn bị nhân lực, vật lực và xây dựng kế hoạch khả thi phù hợp với điều kiện khả năng trên từng lĩnh vực cụ thể. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao tỷ lệ hộ dân có điện phục vụ sản xuất sinh hoạt theo nghị quyết đã đề ra, từ năm 2011 đến nay, bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, Vĩnh Long đã đầu tư trên 566 tỷ đồng phát triển hệ thống lưới điện. Qua đó đã nâng tỷ lệ hộ dân trên địa bàn tỉnh có điện sử dụng đạt 99,6%, đồng thời tạo điều kiện cho các xã hoàn thành tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới. Cùng với việc tập trung phát triển hệ thống lưới điện trung hạ áp nông thôn dài hàng trăm km với tổng dung lượng các trạm biến áp trên 1.000 kV/A, tỉnh còn tập trung thi công nhiều công trình lưới điện 110 kV và lưới điện 22 kV để nâng cao chất lượng cung cấp điện cho hệ thống phụ tải, như đường điện vượt sông Cổ Chiên cung cấp điện cho các xã Cù Lao, huyện Long Hồ, nâng công suất trạm biến áp Vũng Liêm và Vĩnh Long, xây dựng đường dây và trạm biến áp phục vụ sản xuất tại khu công nghiệp Hòa Phú.
Tỉnh còn đầu tư trên 123 tỷ đồng triển khai dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Vĩnh Long để xây mới cải tạo 156 km đường dây trung thế, 146 km đường dây hạ thế và 128 trạm biến áp với tổng dung lượng trên 4.900 kV-ampe, đảm bảo việc cung cấp điện chất lượng an toàn cho các hộ dân nông thôn, tạo điều kiện cho các xã hoàn thiện tiêu chí về điện trong xây dựng xã nông thôn mới. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, nông dân Vĩnh Long đã đốn thêm gần 400 hectare nhãn da bò do bị bệnh chỗ rồng. Trong đó, nhiều nhất là huyện Long Hồ với hơn 300 hectare, huyện Mang Thít gần 40 hectare. Như vậy, tổng diện tích nhãn da bò mắc bệnh chỗ rồng bị nông dân Vĩnh Long đốn bỏ lên đến hơn 1.900 hectare. Hiện tại, ở các vườn đã đốn bỏ, nông dân đã trồng mới nhiều loại cây trồng khác như chôm chôm, nhãn y đo, bưởi, dừa, rau màu và một số loại cây trồng khác, nhưng chủ yếu là chôm chôm với hơn 700 hectare. Một vấn đề đáng quan tâm là hiện nay một số ít chôm chôm cũng mắc bệnh chổi rồng do nhà vườn chủ quan không có biện pháp phòng trị để mầm bệnh chổi rồng có điều kiện phát triển gây hại ở những vườn chôm chôm mới trồng. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm, ngành thuế tỉnh đã tích cực và quyết liệt trong công tác thu hồi nợ thuế. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân nên nợ thuế tính đến thời điểm hiện tại không giảm mà còn tăng so với đầu năm. Trước tình hình này, đòi hỏi ngành thuế phải cố gắng triển khai nhiều biện pháp hơn nữa. Số nợ thuế của tỉnh trong năm 2015 chuyển sang hơn 422 tỷ đồng. Trong quý 1 năm 2015, ngành thuế tỉnh đã tập trung thu nợ được gần 65 tỷ đồng, trong đó thu nợ của năm trước chuyển sang là gần 22 tỷ đồng. Tuy vậy, tính đến cuối tháng 3 năm 2015, tổng nợ thuế trên địa bàn tỉnh hơn 486 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó, nợ khó thu chiếm hơn 24%. Thì cái nợ này chủ yếu tập trung ở cái khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, nó chiếm khoảng 76% trong tổng nợ. Về cái nguyên nhân mà dẫn đến cái nợ thuế cao và có chiều hướng tăng cao thì có thể nói có rất nhiều nguyên nhân. Nhưng mà có thể rút lại những nguyên nhân chủ yếu như sau. Thì như chúng ta đã biết thì trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thì doanh nghiệp chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Các doanh nghiệp này thường thì thiếu vốn sản xuất, thị trường thì nói chung là cũng bấp bênh. Đối với các doanh nghiệp này vẫn còn gặp rất là nhiều khó khăn trên tình hình xử lý nợ thuế, nói chung cũng rất là khó. Theo quy định của luật thuế, các doanh nghiệp không thuộc diện được gia hạn nộp thuế, ngoài khoản nợ thuế gốc phải trả, nếu chậm nộp sẽ bị phạt 0,05% một ngày. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến nợ thuế ngày càng tăng. Những lĩnh vực có nợ thuế nhiều nhất hiện nay là sản xuất gạch, gốm, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, kinh doanh bất động sản. Theo Cục Thuế tỉnh, số nợ thuế tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp chiếm khoảng 80%, số còn lại thuộc các hộ kinh doanh thuế khoáng. Ngoài một số trường hợp có dấu hiệu không hợp tác, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh cũng như gặp khó khăn về vay vốn ngân hàng, nên tập trung toàn bộ nguồn tài chính vào sản xuất kinh doanh. Chính vì vậy, doanh nghiệp chậm nộp các khoản nợ cũ và nợ mới phát sinh. Các cơ quan thuế thì có mời họ lên để chúng ta là trao đổi họ thế nào để chúng ta xử lý cho nó tốt. Nhưng mà họ thường thì họ lánh mặt như nãy anh chị đi thấy đó. Mình xuống là họ cứ lánh mặt, người khác đứng bán, họ lánh mặt thì chúng ta cũng làm được gì. Nợ thuế tăng cao khiến cho địa phương gặp nhiều khó khăn trong cân đối ngân sách. Trước tình hình này, ngành thuế tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện nhiều giải pháp để thu nợ thuế. Tuy nhiên, quan điểm của ngành thuế là sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể và có những biện pháp xử lý linh hoạt để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ thuế với nhà nước. Thì đầu năm mà chúng tôi đã ban hành cái quyết định giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể cho các cái chi cục thuế. Để thực hiện được cái quyết định này, nói chung là chúng tôi đã ra quyết định thành lập cái ban đôn đốc và thu hồi nợ thuế, rồi triển khai các kế hoạch và các cái văn bản chỉ đạo tăng cường chỉ đạo cái công tác thu nợ này. Nói chung là hiện tại thì trên địa bàn tỉnh thì nói chung là đã có hai tổ công tác ra quân là thực hiện rất là tích cực. Chúng tôi cũng tiếp tục là kết hợp với các ngành chức năng tham mưu cho ủy ban tỉnh để đề xuất những cái biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh để họ có thu nhập, có điều kiện để mà thực hiện tốt cái nghĩa vụ đối với ngành thuế. Nộp thuế là quyền lợi, là nghĩa vụ của mọi công dân. Đối với doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ nộp thuế là cách thể hiện văn hóa doanh nghiệp, tạo uy tín đối với xã hội trên thương trường và cơ hội hợp tác kinh doanh sẽ ngày càng mở rộng.
Mục tiêu của ngành thuế tỉnh là phấn đấu kéo giảm nợ thuế xuống dưới 5% trong tổng thu ngân sách nhà nước, góp phần đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh khóa 13 và năm 2015, thảo luận về điều 60 của luật bảo hiểm xã hội năm 2014, dự án luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dự họp tổ cùng với các tỉnh Vĩnh Long, Lai Châu, Quảng Nam và Hà Tĩnh. Đa số ý kiến đại biểu đồng tình với dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, dự kiến điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh khóa 13 và năm 2015. Tuy nhiên, vấn đề được nhiều đại biểu đặt ra là công tác chuẩn bị các dự án luật trình Quốc hội phải được chuẩn bị chu đáo, khẩn trương, nghiêm túc, đồng thời cần phải gửi sớm đến đại biểu, đồng thời tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu tác động để luật ban hành sát cuộc sống. Về điều chỉnh chương trình khóa 13 và năm 2015, đại biểu không tán thành với một số đề nghị của chính phủ sửa đổi bổ sung một số luật vừa được Quốc hội thảo luận thông qua tại kỳ họp thứ 8 và chương trình xây dựng pháp luật Quốc hội khóa 13 và năm 2015. Về dự án luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, tại tổ thảo luận, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định vào trong luật trách nhiệm giải trình, điều trần và các chế tài xử lý để các kết luận kiến nghị sau giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thật sự hiệu quả. Về quyền chất vấn của đại biểu Quốc hội, đại biểu đề nghị trong luật cần quy định không chỉ nên chất vấn trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hay trong kỳ họp Quốc hội, mà khi đại biểu có ý kiến chất vấn thì các cá nhân, tổ chức, cơ quan bị chất vấn phải trả lời tại kỳ họp hoặc trả lời kịp thời bằng văn bản. Góp ý cho điều 60 luật bảo hiểm xã hội, nhiều đại biểu khẳng định quy trình ban hành và bản chất của dự luật nêu trên là tốt. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc xem xét sửa điều luật này ngay trong kỳ họp thứ 9 để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống đang đặt ra. Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về dự thảo luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi. Nhiều ý kiến của đại biểu thể hiện sự đồng tình rất cao với dự thảo luật đã được tiếp thu chỉnh lý. Song, nhiều đại biểu cũng còn có ý kiến khác nhau về nghĩa vụ thay thế và quy định về việc tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Gặp gỡ và trao đổi với một số đại biểu Quốc hội, nhiều ý kiến đồng tình quy định thực hiện nghĩa vụ thay thế được nêu trong dự thảo luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi lần này. Nhiều đại biểu cho rằng khi giới hạn nghĩa vụ thay thế trong hai lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư là phù hợp với hiến pháp năm 2013. Về cái nghĩa vụ thay thế đó thì nhiều ý kiến đặt ra đó thì theo tôi đó thì tôi thấy rằng cái nghĩa vụ thay thế đó chúng ta không có sử dụng là dùng cái hình thức là lao động công ích hay là cái việc đóng tiền, bởi vì nó cái giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng rất là rõ rồi. Riêng chỉ có hai cái lực lượng mà chúng ta coi là nghĩa vụ thay thế, đấy là cái lực lượng cảnh sát biển và kiểm ngư. Thì theo tôi thấy là cái quy định của dự thảo luật như vậy là nó chặt chẽ, rồi nó đảm bảo cái nguyên tắc là cái theo cái hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta. Về quy định tạm hoãn gọi nhập ngũ, cũng có nhiều ý kiến khác nhau của đại biểu. Tuy nhiên, các ý kiến đều có một điểm chung là đề nghị ban soạn thảo cân nhắc kỹ lưỡng và bổ sung vào quy định không chỉ sinh viên đang học đại học chính quy, mà một số trường hợp học sinh học trung cấp cao đẳng nghề cũng thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời bình. Có vậy, khi áp dụng luật vào thực tế sẽ phù hợp hơn, sát với yêu cầu cuộc sống. Tôi đề xuất là trong cái tạm hoãn là kể cả đào tạo đại học theo cái chương trình, kể cả chính quy, kể cả được đào tạo tại chức và nhất là đào tạo ngành nghề trung học, trung cấp và cao đẳng nghề là phải để được. Cái đó cũng là một cái nguyện vọng của thanh niên và nguyện vọng của gia đình. Và cũng đồng thời là ta có điều kiện để đào tạo anh em nó hoàn thành hết cái chương trình đó. Thì sau đó kết thúc thì ta theo dõi, quan trọng là nắm đăng ký cái đối tượng này sau khi 3 năm, 2 năm anh kết thúc là anh ở đâu làm gì để anh gọi cái số đó nhập ngũ thì nó tốt hơn. Nhiều đại biểu cũng đề nghị ban soạn thảo cần cụ thể hóa những quy định vào ngay trong luật, hạn chế tối đa việc giao cho chính phủ hướng dẫn thi hành. Trong luật cần quy định các chính sách khuyến khích phù hợp để thu hút ngày càng nhiều hơn nữa công dân có trình độ cao nhập ngũ vào phục vụ quân đội, làm nhiệm vụ quốc phòng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định hỗ trợ 492,5 tỷ đồng cho 36 địa phương để khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ đông xuân năm 2014-2015. Số tiền này được trích từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo. Địa phương nhận kinh phí thấp nhất là tỉnh Kiên Giang với 3,7 tỷ đồng, cao nhất là tỉnh Đắk Lắk 26,7 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân các địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác, cùng với kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ nêu trên, để bảo đảm thực hiện có hiệu quả việc khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra giám sát việc sử dụng kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Bộ Tài chính tăng cường kiểm tra giám sát việc sử dụng kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn, bảo đảm sử dụng kinh phí được hỗ trợ hiệu quả, đúng mục đích, đúng quy định. Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ dự toán năm 2015 là 572 tỷ 590 triệu đồng cho các bộ cơ quan trung ương từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách trung ương năm 2015 để thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Các bộ cơ quan trung ương được phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2015 gồm Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Cơ yếu Chính phủ. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành. Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm về căn cứ số liệu phân bổ và hiệu quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được phân bổ. Các bộ cơ quan trung ương được bổ sung kinh phí có trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi tổng mức kinh phí được giao, đảm bảo đúng chính sách chế độ hiện hành. Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thế giới với những nội dung chính sau đây. Mỹ và Cuba kéo dài vòng đàm phán thứ tư về khôi phục quan hệ ngoại giao và mở lại các đại sứ quán sau hơn nửa thế kỷ đấu địch. Myanmar và Malaysia hợp tác giải quyết khủng hoảng nhân đạo liên quan đến vấn đề người di cư. Điện thoại thông minh có chức năng nhận dạng bóng mát hay trồng đen đầu tiên trên thế giới sắp được bán ra thị trường. Rạng sáng nay về Việt Nam, Mỹ và Cuba đã quyết định kéo dài vòng đàm phán thứ tư về bình thường hóa quan hệ ngoại giao, vốn dự kiến chỉ diễn ra trong ngày 21 tháng 5 thêm một ngày nữa. Theo giới quan sát, đây rất có thể là dấu hiệu cho thấy hai bên đang nỗ lực nhằm đạt được thỏa thuận mở lại các đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước sau hơn nửa thế kỷ đối địch. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harp, trong ngày đàm phán đầu tiên vừa kết thúc tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, phái đoàn nước này tiếp tục đề cập đến những vấn đề nhân quyền và đề nghị chính quyền Cuba cho phép các nhà ngoại giao Mỹ được tự do đi lại ở Cuba và gặp các nhân vật bất đồng chính kiến. Trong khi đó, phía Cuba cũng yêu cầu Mỹ dỡ bỏ những hạn chế về đi lại đối với các nhà ngoại giao Cuba, đồng thời một lần nữa khẳng định thỏa thuận về mở đại sứ quán chỉ có thể đạt được sau khi Washington đưa La Habana ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố. Đoàn đàm phán Cuba cũng yêu cầu Washington chấm dứt cái gọi là các chương trình ủng hộ dân chủ tại đảo quốc tự do. Trong đó, Mỹ đào tạo miễn phí báo chí, truyền thông và công nghệ thông tin cho người dân Cuba. Chính quyền La Habana cáo buộc đó là những chương trình bất hợp pháp nhằm đào tạo các nhân vật chống đối chính quyền, vi phạm công ước viên về ngoại giao. Cũng nhân vòng đàm phán này, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, một phóng viên Cuba đã đặt câu hỏi trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng. Các câu hỏi của phóng viên đài truyền hình quốc gia Cuba xoay quanh vấn đề tái thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước này với Mỹ. Về phía Nhà Trắng, người phát ngôn Josh Earnest cho biết, Tổng thống Barack Obama hy vọng sẽ có chuyến thăm La Habana vào một thời điểm thích hợp trong tương lai gần. Đêm qua giờ Việt Nam, trong cuộc gặp với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đang có chuyến thăm Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết sẽ hỗ trợ kỹ thuật quân sự và cung cấp các khoản viện trợ khác cho chính quyền Baghdad trong cuộc chiến chống tổ chức phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS. Phát biểu trong cuộc hội đàm với Thủ tướng al-Abadi, Tổng thống Putin nhấn mạnh. Chúng tôi đang tính đến các khoản đầu tư trị giá hàng tỷ đô la tại Iraq. Chúng tôi sẽ mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực nhân đạo và hỗ trợ kỹ thuật quân sự.
Về phần mình, ông Al-Abadi đánh giá cao mối quan hệ với Nga, cũng như sự hỗ trợ của Moscow trong cuộc chiến chống các mối đe dọa khủng bố đang phát triển dưới những hình thức mới. Thủ tướng Al-Abadi đến Nga đi tìm kiếm sự hỗ trợ quân sự trong bối cảnh phiến quân IS đã chiếm giữ thủ phủ Ramadi của tỉnh chiến lược Anbar ở miền Tây Iraq. Đây được xem là thất bại lớn nhất của chính phủ Iraq kể từ khi IS mở rộng địa bàn chiếm đóng tại miền Bắc nước này hồi tháng 6 năm ngoái. Liên quan đến IS, đêm qua, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria SOHR cho biết nhóm Hồi giáo cực đoan này đã hành quyết ít nhất 17 người, trong đó có cả dân thường tại thành phố cổ Banbira mà IS vừa chiếm giữ ở Syria. Cũng theo SOHR, ít nhất 460 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh xảy ra ở Banbira kể từ hôm 13 tháng 5, trong đó có 49 người, gồm 9 trẻ em bị IS hành quyết. Hội nghị thượng đỉnh đối tác phương Đông lần thứ tư của Liên minh châu Âu EU khai mạc tại thủ đô Riga của Latvia vào ngày 21 tháng 5 đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên mà không đạt đồng thuận về dự thảo tuyên bố chung cũng như không có bước đột phá nào trong chương trình nghị sự. Đúng như dự đoán của giới quan sát, Belarus và Armenia đã không đồng ý với dự thảo tuyên bố chung của hội nghị do văn kiện có cụm từ Nga thôn tính Crimea. Theo hãng thông tấn TASS của Nga, trong văn kiện ký kết vào ngày kết thúc hội nghị 22 tháng 5, cụm từ trên sẽ vẫn được giữ nguyên, nhưng nêu rõ quan điểm phản đối của các nước. Vấn đề trọng tâm của ngày họp thứ nhất là triển vọng trở thành thành viên EU của 6 nước đối tác phương Đông gồm Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Moldova và Ukraine. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker khẳng định, hội nghị lần này không bàn vấn đề thành viên cũng như không nhằm chống lại Nga. Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng nhất trí rằng đối tác phương Đông không phải là công cụ để mở rộng EU, mà chỉ để giúp các nước đối tác xích lại gần hơn với EU. Ngoài ra, bà đã loại bỏ khả năng để Nga gia nhập trở lại nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7 với lập luận. Nếu Nga không tuân thủ các giá trị chung cơ bản, thì việc trở lại với khuôn khổ G8 là không thể tưởng tượng được. Ngoài những nội dung trên, vấn đề khí đốt được các thành viên hội nghị đạt đồng thuận khi nhất trí xây dựng hành lang khí đốt phía Nam, nối EU với khu vực Caspi, dòng tránh lãnh thổ Nga, ủng hộ việc cho phép Ukraine nhập ngược khí đốt của Nga từ Ba Lan, Hungary và Slovakia. Đêm qua giờ Việt Nam, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Tunisia Beji Caid Essebsi đang có chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết ông có kế hoạch dành cho Tunisia quy chế đồng minh chủ chốt của Washington ngoài tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Động thái trên được xem là sự thừa nhận đối với những gì mà Washington coi là những tiến bộ về mặt dân chủ của quốc gia Bắc Phi này sau làn sóng nổi dậy mang tên Mùa Xuân Ả Rập năm 2011. Khi có được quy chế đồng minh chủ chốt của Washington, ngoài NATO, Tunisia sẽ có được sự hợp tác quân sự sâu rộng với Mỹ và được Mỹ chuyển giao các loại vũ khí hiện đại. Cũng trong cuộc hội đàm, Tổng thống Barack Obama nói rằng Mỹ sẽ cung cấp sự hỗ trợ về mặt ngắn hạn để Tunisia có thể hoàn tất các cải cách kinh tế. Trước đó, Nhà Trắng cho biết Mỹ sẽ xem xét khoản vay ưu đãi trị giá 500 triệu đô la dành cho Tunisia để thúc đẩy nền kinh tế nước này. Hiện tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ Tunisia đã lên đến hơn 30%. Và lĩnh vực du lịch, một trong những trụ cột của nền kinh tế, bị ảnh hưởng nặng nề bởi các cuộc tấn công của phiến quân. Về phần mình, Tổng thống Essebsi thừa nhận Tunisia vẫn còn chặng đường dài phía trước để cải tổ hoàn toàn hệ thống chính trị và kinh tế, do đó cần sự hỗ trợ từ phía Mỹ. Ngoại trưởng Malaysia Anifa Aman hôm qua cho biết, Myanmar sẵn sàng hợp tác đầy đủ với nước này trong việc giải quyết cuộc xung đột ở bang Rakhine của Myanmar, cũng như cuộc khủng hoảng nhân đạo hiện nay tại vịnh Bengal và biển Andaman do làn sóng người di cư trên vùng biển này. Ngoại trưởng Malaysia đưa ra phát biểu trên sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Myanmar Guna Maungwin để thảo luận về các biện pháp cần thiết nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang ngày càng trở nên nghiêm trọng ở khu vực do làn sóng người di cư. Hiện có hàng ngàn người di cư trái phép từ Myanmar và Bangladesh đang cố gắng vượt biển tìm cách đi vào một số nước ở Đông Nam Á, trong đó có Malaysia. Trong một diễn biến có liên quan, hôm qua, tư lệnh hải quân hai nước Malaysia và Indonesia đã có cuộc hội đàm tại Kuala Lumpur. Phát biểu sau cuộc gặp, tư lệnh hải quân Malaysia Abdul Aziz Jaafar cho biết, bốn tàu hải quân nước này đã bắt đầu sứ mệnh tìm kiếm và cứu hộ các tàu chở người di cư đang gặp nguy trên biển. Về phần mình, tư lệnh hải quân Indonesia Ade Subani cũng khẳng định Indonesia sẽ hỗ trợ những người di cư trên nếu họ gặp khó khăn và cần giúp đỡ.
Chương trình xin được tiếp tục với cụm tin vắn. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Đêm qua, hàng ngàn sinh viên ở Chile đã tiếp tục xuống đường biểu tình tại thành phố Valparaíso trong ngày tưởng niệm hai sinh viên tại đây thiệt mạng trong cuộc biểu tình đòi cải cách giáo dục xảy ra hồi tuần trước. Những người tham gia biểu tình lần này cũng đã tiếp tục đụng độ với lực lượng chống bạo động. Cuộc biểu tình diễn ra trong lúc Tổng thống Michel Bachelet đang có bài diễn văn thường niên tại Quốc hội. Giới chức Libya đêm qua cho biết 42 công dân Tunisia bị nhóm dân quân có tên Fai Libya bắt giữ đã được trả tự do ở thành phố Tripoli. Nguồn tin trên cũng cho biết các công dân Tunisia này là những người nhập cư trái phép vào Libya với ý định tìm đường đến châu Âu. Theo cơ quan chống nhập cư bất hợp pháp ở Libya, chỉ trong vài ngày gần đây đã có hơn 150 người Tunisia nhập cư trái phép vào Libya. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD đêm qua công bố báo cáo cho thấy khoảng cách giàu nghèo tại 34 nước thành viên hiện đã ở mức cao kỷ lục trong vòng 30 năm qua. Theo OECD, thu nhập của 10% dân số giàu nhất thuộc tổ chức này cao gấp 9,6 lần thu nhập của 10% dân số nghèo nhất. Tỷ lệ này là 7 lần trong những năm 1980 và liên tục tăng từ đó cho tới nay. Báo cáo mới nhất của OECD cũng cho thấy mức lương của phụ nữ đang thấp hơn tới 15% so với nam giới. Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Christine Lagarde mới đây cho rằng chính phủ Brazil cần điều chỉnh lại ngân sách để đầu tư vào các chương trình xã hội trong bối cảnh nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin này được dự báo sẽ tăng trưởng chậm lại trong năm nay. Phát biểu với báo giới nhân chuyến thăm thành phố Rio de Janeiro vào đêm qua về Việt Nam, bà Christine Lagarde nhấn mạnh. Quy định về ngân sách là nền tảng cần thiết nhằm cho phép đầu tư vào các chương trình xã hội. Hai vấn đề này cần phải song hành, cũng như được điều chỉnh một cách hợp lý. Theo Tổng giám đốc IMF, chính phủ Brazil cần áp dụng chính sách khắc khổ, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến các chương trình xã hội, tạo thêm công ăn việc làm cho người dân nhằm kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp, chống nghèo đói. Trong một báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới được công bố gần đây của IMF, nền kinh tế Brazil được dự báo sẽ tăng trưởng ở mức từ 0 đến 0,5% trong năm nay, tỷ lệ lạm phát tương đối cao khoảng từ 6 đến 6,5% và đồng real sẽ tiếp tục giảm giá. Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông di động lớn nhất Nhật Bản NTT Docomo vừa cho biết sẽ bắt đầu bán ra thị trường loại điện thoại thông minh có chức năng nhận dạng móng mắt hay tròng đen đầu tiên trên thế giới vào cuối tháng năm này. Sản phẩm công nghệ cao vừa nêu cho phép người sử dụng có thể mở khóa điện thoại chỉ bằng một cách thức đơn giản là nhìn vào màn hình. Mẫu điện thoại này có tên gọi Eros NXF04G do công ty Fujitsu sản xuất. Theo nhà mạng NTT Docomo, chức năng nhận dạng móng mắt sẽ giúp tăng cường tính bảo mật cho điện thoại, cũng như cho việc thanh toán thông qua thiết bị di động này. Hệ thống nhận dạng trên chỉ mất 1 giây để mở khóa điện thoại sau khi người sử dụng nhìn vào màn hình. Một nhân viên của NTT Docomo cho biết. Miễn là điện thoại không ở một nơi quá sáng, nó sẽ nhận ra móng mắt rất nhanh. Còn ở chỗ tối, các tia hồng ngoại phát ra từ camera sẽ giúp điện thoại nhận dạng được mắt của người sử dụng. Tuy nhiên hiện tại công nghệ nhận dạng móng mắt này vẫn còn nhược điểm là không thể hoạt động chính xác nếu người sử dụng mang kính sắt tròng có màu. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.